Hello, xin chào cô chú và anh chị. Con lại giới thiệu đến cô chú và anh chị một cái đèn của hãng Takamine, Takamine No 32 nha. Cái này thì thuộc hạng là new của nha mọi người. Đó. Rất là đẹp thôi. Takamine No 32 nha mọi người. Rất là đẹp. Cái này là la new của nha mọi người. Dòng này thì có ti chỉnh cần nha mọi người, nên cần rất là thẳng luôn. Nên mọi người mua cái này về chơi chơi lâu dài rất là ok nha mọi người. Bộ khóa này thì bộ khóa được dập chân, rất là xịn. Mọi người thấy không? Đó. Bộ khóa được dập chân, rất là xịn. Cái này em bán giá 12 triệu. Em tặng một cây nha mọi người. Mọi người có thể lên Facebook và gõ guitar Long Bảo Bảo là ra guitar Long Bảo Bảo là ra trang fanpage của em nha. Mọi người có thể lên đấy xem hình ảnh chi tiết về cây đàn này. Em chỉ có thể giới thiệu cây đàn ở trên video này thôi. Em quay đúng một lần duy nhất, tất cả video của em chỉ quay đúng một lần duy nhất. 12 triệu nha mọi người, em tặng cây nha. Em bảo hành 2 năm nha. Em giao hàng trên toàn quốc nha. Ngựa rất là cao nha mọi người. Rất là đẹp, có chỉ cần nha mọi người. Phím còn rất là mới nha mọi người. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ.